Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh chuyên mục tin tức mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay. Mong rằng quý vị sẽ nhận được những thông tin hữu ích nhất. Và không làm mất thời gian của quý vị nữa, hãy cùng chúng tôi đến với phần tin tức chính ngay sau đây. Kênh Việt Tin Nóng xin kính chào các bạn. Cộng đồng mạng bất ngờ yêu cầu Trấn Thành lên tiếng trước những lời mắng chửi của bà Hằng với giới nghệ sĩ trên sóng livestream. Đang yên đang lành, trang cá nhân của Trấn Thành đột nhiên bị cư dân mạng tấn công. Đó là vì anh chưa có động thái bảo vệ giới nghệ sĩ trước những lời lẽ khó nghe của bà Nguyễn Phương Hằng. Trước những lời lẽ chửi mắng của bà Hằng, nhiều người đã có những động thái gây xôn xao mạng xã hội. Những cái tên như Hứa Minh Đạt, Trịnh Kim Chi, Trang Trần đều đồng loạt lên tiếng bảo vệ Hoài Linh. Trong khi đó, nghệ sĩ Hồng Vân đã khiến cư dân mạng không đồng tình vì ám chỉ bà Hằng làm ăn không sạch sẽ và bộc lộ thái độ khó chịu khi xem livestream của bà Hằng. Trước những clip liên tục làm xấu đi hình ảnh của nghệ sĩ, nhiều người mong muốn giới nghệ sĩ lên tiếng để bảo vệ hình ảnh tập thể. Là một nam nghệ sĩ nổi tiếng và khá thân thiết với Hoài Linh, Trấn Thành dù không liên quan gì đến ồn ào này cũng bị gây rối. Trong những bài đăng mới nhất của Trấn Thành, nhiều khán giả đã bình luận, mong muốn anh lên tiếng. Thậm chí còn có bình luận cho rằng Trấn Thành rõ câu chuyện nhưng lại chọn cách im lặng. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bảo vệ nam nghệ sĩ, cho rằng người không yêu mến anh đang cố tình kéo Trấn Thành vào ồn ào không liên quan. Nam MC không đáng bị lên án vì sự việc này, hơn nữa, anh là một nghệ sĩ rất có tâm với khán giả. Vụ ồn ào này đang khiến giới showbiz chịu rất nhiều tai tiếng và sự im lặng của Hoài Linh đang khiến mọi chuyện đi xa hơn. Video của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách nhấn nút like và comment. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là những động lực lớn nhất để có thể hoàn thiện video của mình ngày càng hay hơn nữa.